Em chào các bác đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời DLS Solar. Hôm nay em làm video này để chia sẻ với các bác cũng như giải đáp một số vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. Đó là gia đình chúng ta nên lựa chọn sử dụng điện năng lượng mặt trời nào để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Hiện nay, hệ thống điện năng lượng mặt trời bao gồm có 3 hệ chính như sau. Thứ nhất là hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới quốc gia. Thứ hai, đó là hệ điện năng lượng mặt trời độc lập có lưu trữ. Thứ ba, đó là hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới, hay còn gọi là hệ bám tải hòa lưới có lưu trữ. Sau đây em sẽ phân tích cho các bác ưu điểm và nhược điểm của từng loại để các bác có ý định đầu tư điện năng lượng mặt trời cho gia đình mình nắm được và lựa chọn hợp lý nhất để mang lại hiệu quả cho gia đình. Thứ nhất, đối với hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới thì nguyên tắc hoạt động như sau. Điện năng lượng mặt trời hòa lưới chạy song song với điện lưới quốc gia. Nó bao gồm hai thành phần chính, đó là tấm pin năng lượng mặt trời và inverter hòa lưới. Lượng điện được sản sinh ra từ tấm pin năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng trực tiếp. Vào ban ngày, lượng điện được sản sinh ra từ tấm pin năng lượng các bác sẽ sử dụng ngay vào các công việc trong gia đình như là tivi, tủ lạnh, điều hòa, nấu cơm hay phục vụ sản xuất kinh doanh. Nếu thiếu công suất thì nó sẽ chủ động lấy thêm điện lưới để bù lại công suất mà các bác đang sử dụng. Còn không sử dụng hết thì lượng điện dư thừa sẽ được đẩy lên lưới điện quốc gia. Các bác có thể đăng ký với điện lực để mua công tơ hai chiều và bán lại cho điện lực. Tuy nhiên, hệ này có một nhược điểm, đó là không có hệ thống lưu trữ nên hệ thống chỉ hoạt động được vào ban ngày. Để tận dụng tối đa lượng điện sản sinh ra từ ánh nắng mặt trời. Và ban đêm thì các bác phải hoàn toàn sử dụng bằng điện lưới. Do đó khi lắp hệ hòa lưới này thì lại rất phù hợp với các gia đình hay các công xưởng có thời gian hoạt động vào ban ngày. Hệ hòa lưới này hoạt động hoàn toàn tự động, các bác không cần phải bật tắt. Do đó chi phí đầu tư ít tốn kém nhất, kể cả là đầu tư ban đầu cũng như là chi phí bảo trì bảo dưỡng sau này. Còn về độ bền của hệ này thì rất là cao, nó mang lại lợi ích kinh tế lớn. Lượng điện ban ngày các bác không sử dụng hết, các bác có bán lại cho điện lực thì số tiền ban ngày các bác bán được sẽ bù lại lượng điện mà ban đêm các bác đã dùng. Tuy nhiên, ở thời điểm này, từ đầu năm 2021 trở lại đây thì điện lực không cho chúng ta hòa lưới nữa do chưa thống nhất được giá điện. Chính vì thế, thời điểm này các bác không nên đầu tư hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới. Về thứ hai, đó là hệ năng lượng mặt trời độc lập có lưu trữ. Với hệ này thì không phụ thuộc vào điện lưới quốc gia. Nó bao gồm có tấm pin năng lượng mặt trời, inverter có chức năng sạc cho bình ắc quy và hệ ắc quy lưu trữ. Về ưu điểm của nó thì có thể linh động ở mọi địa hình lắp đặt, chỉ cần đón được ánh nắng mặt trời là có thể sử dụng được. Cụ thể như ở các khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa không có điện lưới thì đây là một giải pháp cực kỳ hiệu quả. Hệ điện này hoạt động hoàn toàn độc lập, sử dụng được cả ban ngày cũng như ban đêm mà không lo mất điện. Vào ban ngày các bác sử dụng trực tiếp bằng điện sản sinh ra từ ánh mặt trời. Lượng điện dư thừa sẽ được nạp vào ắc quy hoặc pin lưu trữ. Vào ban đêm, hệ thống sẽ lấy điện từ bình ắc quy chuyển đổi điện từ DC sang điện xoay chiều AC để cung cấp điện cho gia đình sử dụng bình thường. Nhưng hệ này có một số hạn chế, đó là hệ độc lập không có điện lưới hỗ trợ nên chi phí đầu tư ban đầu rất cao, cao hơn từ 2 đến 2,5 lần so với hệ hòa lưới do các bác phải đầu tư hệ thống ắc quy lưu trữ. Mà hệ thống ắc quy lưu trữ thì tuổi thọ lại không được cao, thông thường chỉ được từ 2 đến 3 năm là phải thay mới. Chính vì thế, chi phí bảo trì bảo dưỡng thay thế ắc quy cũng là một vấn đề đáng lo ngại của nhiều gia đình. Mặt khác, để đầu tư công suất bình lưu trữ tương đương thì chi phí rất cao. Mà công suất bình lưu trữ thấp thì thời gian sử dụng điện vào ban đêm của các bác lại không được lâu. Em lấy một ví dụ như thế này để các bác dễ hình dung. Giả sử các bác đầu tư hệ điện mặt trời 5kW, mà nhà các bác muốn sử dụng điều hòa vào ban đêm thì trong khoảng thời gian 8 tiếng
thì các bác phải đầu tư hệ bình lưu trữ cũng phải tương đương 5 kW. Mà hệ bình lưu trữ này rất tốn kém, cái này nó phụ thuộc vào kinh tế của mỗi gia đình. Còn nếu như các bác không sử dụng điều hòa có công suất lớn mà chỉ sử dụng tivi, tủ lạnh hay quạt điện thì chi phí cũng giảm đi khá là nhiều. Hệ điện lưu trữ độc lập này thường được sử dụng ở các vùng núi, trang trại hay vùng biển đảo, nơi mà không có điện lưới quốc gia. Ở những khu vực này thì chỉ mong có điện là một niềm hạnh phúc rồi. Thứ ba, đó là hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới có lưu trữ. Hệ thống của nó thì vẫn bao gồm có tấm pin năng lượng mặt trời, inverter hòa lưới và hệ thống bình lưu trữ. Hệ thống này nó ưu tiên sử dụng điện được sản sinh ra từ ánh nắng mặt trời. Lượng điện dư thừa sẽ được nạp vào ắc quy. Và ban đêm nó sẽ lấy điện từ bình ắc quy lưu trữ, chuyển đổi điện từ DC sang xoay chiều AC để các bác sử dụng. Nếu thiếu sẽ lấy điện từ điện lưới để bù vào công suất các bác đang sử dụng. Trong trường hợp mất điện thì nó sẽ sử dụng hệ lưu trữ để đảm bảo có điện liên tục để các bác sử dụng. Còn về hạn chế của nó thì các bác cũng hình dung là nó giống như các hệ lưu trữ độc lập, đó là chi phí đầu tư cao. Hiện nay ấy, thì trên thị trường ấy có rất nhiều các loại pin lưu trữ có tuổi thọ và công suất cao hơn ắc quy, đó là pin lithium sắt phốt phát. Đây là một dòng pin lưu trữ chuyên dụng dùng cho hệ điện năng lượng mặt trời, nó có tuổi thọ cao hơn từ 10 đến 15 năm sử dụng. Hệ thống có tuổi thọ đến 25 năm. Tuy nhiên các bác phải xác định khi đầu tư hệ thống điện mặt trời thì thời gian thu hồi vốn trung bình phải từ 3 đến 5 năm, tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình. Đối với các đơn vị họ đầu tư điện mặt trời để làm kinh tế thì có thời gian thu hồi vốn nhanh hơn, do họ đầu tư công suất lớn và họ không sử dụng mà bán trực tiếp cho EVN. Dù các bác có đầu tư hệ thống nào đi chăng nữa thì mục đích cuối cùng của chúng ta là được sử dụng một nguồn năng lượng sạch và hoàn toàn miễn phí. Chính vì thế các bác hãy lựa chọn cho gia đình mình một hệ thống điện năng lượng mặt trời, làm sao cho nó phù hợp với kinh tế của mình cũng như sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Như vậy em xin tóm tắt lại cho các bác là hiện tại là có 3 hệ điện năng lượng mặt trời. Hệ điện thứ nhất là hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới, hệ thứ hai là năng lượng mặt trời độc lập có lưu trữ, và hệ thứ ba là hệ hòa lưới có lưu trữ hay còn gọi là bám tải. Tuy nhiên thì em khuyên các bác là không nên đầu tư hệ hòa lưới trong thời điểm hiện tại vì điện lực không cho chúng ta đấu nối. Chính vì thế chỉ còn 2 hệ năng lượng mặt trời là độc lập có lưu trữ và hòa lưới có lưu trữ để các bác có thể lựa chọn 2 hệ này. Đến đây em xin được tạm dừng video hôm nay. Nếu các bác thấy hay hoặc thắc mắc gì, hãy để lại bình luận và đăng ký kênh để động viên em. Em sẽ làm các video tiếp theo để chia sẻ tới các bác. Chúc các bác luôn mạnh khỏe và sớm lựa chọn cho gia đình mình được hệ điện năng lượng mặt trời phù hợp nhất. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.